cốp để đồ về hàng này. Đấy, đây nó gồm có 22 miếng nhá. Đây là cái hộp này. Để đậy lên trên này. Đấy. Đậy lên này. Đấy, đậy vừa khít này. Ở đây nó có một cái nút ấn vào để mở ra này. Đấy. Chỗ này thì các bác để tiền nhá, điện thoại để đồ nhá. Còn trên này để chai nước này. Đấy. Rất là tiện lợi. Đấy, khi các bác để đồ vào thì các bác chỉ cần đóng cái nắp này lại thì ấn vào đây phát là nó sẽ xuống chắc luôn. Đấy, rất là tiện. Đây, giờ mình nhấc ra này. Đây là hai cái móc để các bác khi mà nắp vào thì các bác móc vào đây. Đấy, đây là hai lỗ móc. Còn đây là bốn cái chân ốc để bắt. Đấy, bác nào bắt thì bắt, mà không bắt thì để lên trên cũng được. Thường thì các bác để lên trên nhiều. Đấy. Đấy, nhìn nó vào form luôn. Hàng xịn Mobit này. Các bác nhé, tem 7 màu. Đấy, anh em cần alo em.